độc lập nay ha đi mừng tự do ngân vang muôn vàn câu hò ngày tung cờ dài phong thi bay cao bao phấn khởi sương vui rạp rào sừng cờ lồng ni lồng ánh vàng thank you.
quanh cho ba người thưởng thức ca khúc truyền thống của hội chữ thập đỏ rất mạnh nhân đạo. Và để nối tiếp chương trình giao lưu trong một ngày hôm nay, hội nghị chúng ta chào đón sự có mặt của các thành viên câu lạc bộ đàn bài hát dân ca Phủ Lý Hà Nam với một bài hát múa văn Hương Sơn du lịch sáng ngời. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Người đã hiến dâng cả cuộc đời cho độc lập tự do của Tổ quốc. Người Việt Nam dù có đi đâu, khi nhớ về Tổ quốc thân yêu, nhớ về hình ảnh Nga Sen thì không quên được hình ảnh vị cha già kính yêu Hồ Chí Minh. Sau đây, các thành viên trong câu lạc bộ văn nghệ cùng Lưu Tế xin được tới hội nghị bài hát múa Nhìn Sen Nhớ Bác. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Việt Nam đẹp nhân, có tên mỹ bà.
xin mời quý vị thưởng thức màn hát múa những cô gái quan họ do các thành viên trong gia đình các bạn sẽ tạo xin mời quý vị thưởng thức màn hát
do các thành viên trong câu lạc bộ Yên Phú trình bày. Long đêm trong mi.
Xin mời quý vị thưởng thức một ca khúc rất cảm động do ca sĩ Hoàng Thủy đến từ câu lạc bộ Sông Châu, Hà Nam, Duy Tiên trình bày bài hát được mang tên Biển Trời Tình Trang. Xin mời quý vị cùng.
để mà đến với chương trình, chị Thúy Hoàng đến từ câu lạc bộ Bác Nghèo Hội Chữ Thập Đỏ Nam Sơn sẽ gửi đến chúng ta một ca khúc ca ngợi công cha nghĩa mẹ, bài hát được mang tên Ta Còn Hạnh Phúc. Xin mời quý vị cùng cảm nhận. Thank you.
toàn thể các quý vị. Hương Sơn, một miền đất sơn thủy biểu tình. Hương Sơn là đất Phật linh thiêng, là danh lam thắng cảnh nổi tiếng của nước ta. Tự hào cho người Hương Sơn đã từng được chào đón khách thập phương về chảy hội chùa Hương trong mỗi dịp Tết đến dịp xuân về. Trân trọng mảnh đất ân linh và chia sẻ với niềm vui niềm tự hào của người Hương Sơn, nhạc sĩ Đoàn Huy đã soạn lời cho làn điệu chèo Lên Năm Cung để ca ngợi mảnh đất xanh lam thắng cảnh và quần thể hương tích tuyệt vời tâm linh. Bài hát với tựa đề Chùa Hương mùa chảy hội. Và ngày hôm nay nhạc sĩ Đoàn Huy cũng có mặt tại đây, xin mời anh cùng toàn thể các quý vị đón nghe tiếng hát của người Hương Sơn với bài hát của nhạc sĩ Đoàn Huy Chùa Hương.
chúng ta sẽ trở lại với một làn điệu chèo chinh phục với tựa đề Đón Trắng Quê Hương do nghệ sĩ Bích Hằng đến từ câu lạc bộ văn nghệ của hội chữ thập đỏ xã Quy Sơn trình bày.
cùng toàn thể các vị trong một tràng pháo tay nữa để cổ vũ cho làn điệu chèo chinh phục của Bích Hằng vừa rồi. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các quý vị, trong hội nghị ngày hôm nay chúng ta vinh dự được đón bà Nguyễn Thị Lý, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mây Tre Lý Tưởng. Và giờ này xin mời bà Nguyễn Thị Lý sẽ sang tặng hoa hội nghị và cũng sẽ tặng cho hội nghị chúng ta một ca khúc rất là đặc biệt. Xin mời quý vị cùng thân. Xin mời ông Nguyễn Văn Lan lên sân khấu.
Sao vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Lý với bó hoa tươi thắm gửi đến hội nghị cùng với một làn điệu chèo rất là mượt mà. Và để nối tiếp chương trình, xin mời chúng ta chứng kiến bà Nguyễn Thanh Mai, chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ thôn Phú Yên lên tặng hoa cho hội nghị. Và xin mời ông Nguyễn Văn An lên tặng hoa. Thank you.
trong bài kính thưa quý vị và quý khán giả. Mỗi con người chúng ta từ khi sinh ra, con lớn và trưởng thành đều nhờ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của người cha và người mẹ. Vì vậy đạo hiếu luôn là điều mà chúng ta ấp ủ suốt cuộc đời. Và cảm ơn bài hát Tâm Nghĩa Sinh Thành của chị Thúy Hoài vừa rồi để nối tiếp chương trình. Xin mời quý vị và quý khán giả cùng lắng nghe một làn điệu chèo cố rất gần và tha thiết do chị Bích Liệu đến từ câu lạc bộ văn nghệ của chức đoàn xã Hương Sơn trình bày. Thank you.
Vâng ạ, quý vị và các bạn vừa nghe là địa chỉ với tựa đề Thêm Thắm Tình Ta. Và thưa quý vị và quý khán giả, là người Việt Nam, Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp điện tử độc lập tự do của Tổ quốc, là người Việt Nam dù có đi đâu, ở đâu, từ phương trời nào, khi nhớ tới Việt Nam cũng nhớ về Bác Hồ kính yêu. Và sau đây chúng ta sẽ thưởng thức một ca khúc với tựa đề Giữa Mãn Tư Khoa Nghe Câu Hồ Vì Dân, do chị Thanh Tâm đến từ câu lạc bộ văn nghệ hội chữ thập đỏ xã Hương Sơn trình bày.
vừa rồi. Và để đối tiếp chương trình giao lưu ngày hôm nay, xin mời quý vị đón nghe một làn điệu quan họ mượt mà trong sáng với tựa đề Gửi về quan họ do hai ca sĩ Viết Thanh và Thanh Vân đến từ câu lạc bộ Phù Lưu Tế trình bày. Đó là Hương Sơn. Và người Hương Sơn cũng rất tự hào khi cất lên những lời ca tiếng ca ngợi
đón nghe một làn điệu chèo mang tựa đề Suối Yến Hương Sơn do chị Mai Thông đến từ câu lạc bộ văn nghệ xã Hội Chữ thập đỏ xã Hương Sơn trình bày. Yeah.
đó là niềm tự hào của người Hương Sơn nói chung. Và thưa quý vị, từ xưa đến nay, người Việt Nam chúng ta luôn luôn bảo tồn nền văn hóa truyền thống của dân tộc, đặc biệt là sân khấu chèo. Và nhắc đến các cái chèo, chắc hẳn chúng ta không quên vở chèo Tiêu Bình Tư Lễ. Các bạn cùng đi học đi thi, một người đỡ đạn làm quan, một người lỡ bước trên đường đời thi cử, và dân lễ đã trao gửi tất cả tình cảm của mình với người bạn và người vợ hiền châu châu đi theo bạn để chăm sóc và phục vụ cho bạn cho đến khi Lưu Bình trở thành đỗ đạt. Và sau đây xin mời quý vị thưởng thức một trích đoạn chèo Quân Tử Vô Dịch trong vở chèo Lưu Bình Dương Lễ do hai nghệ sĩ Xuân Mạnh và Minh Khoái đến từ đội văn nghệ thôn Phú Yên trình bày. Đây là tấm gương tư hóa của Từ Vân.
sự trở lại của các thành viên trong câu lạc bộ văn nghệ đàn và hát dân ca Sông Châu thành phố Phủ Lý trình bày bài hát được mang tên Ái Ô Đen. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thank you.
chàng nhớ tên là gì? Em không nhớ, hay em và không nhớ, để bây giờ anh hát lại em nghe. Khi bước chân trở về là đi
và để đón chương trình, em vâng xin gửi tới quý vị và các bạn một ca khúc với tựa đề Hồ trên núi. No!
chiếc đồng đỏ xã Hương Sơn chị mình. Thank you.
Mời ông.
đi chăng?